Nếu ai đã từng xem bộ phim Hope của Hàn Quốc về vụ việc một nạn nhân nhỏ tuổi bị ép quan hệ nam nữ đến tổn thương các bộ phận trên cơ thể, chắc hẳn sẽ vô cùng ám ảnh và khiếp sợ. Đáng sợ hơn, đó là câu chuyện có thật được dựng thành phim. Và đau lòng hơn nữa là hành động đi quá giới hạn thực tế xảy ra không hề ít. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, không lâu trước đây cũng đã xảy ra một vụ việc, một lãnh đạo xã có hành vi thân mật quá đà đối với nữ sinh lớp 10 khiến cho nhiều người phẫn nộ. Những vụ việc đi quá giới hạn như động chạm, ôm hôn khi chưa được sự cho phép của đối phương được lan truyền trên mạng xã hội chỉ là số ít trong các vụ việc đã từng xảy ra. Nhiều nạn nhân không thể lên tiếng vì quá khiếp sợ, lo sợ điều tiếng dư luận, sợ bị khinh thường. Thế nhưng những gì mọi người quên đó chính là nạn nhân trong mỗi vụ việc không có lỗi. Lỗi là ở kẻ gây ra chuyện xấu khiến nạn nhân có ám ảnh tâm lý. Liên quan đến vụ việc một lãnh đạo xã bị tố là động chạm vào nữ sinh lớp 10 ngay tại nhà của nữ sinh ở Thanh Hóa đã ngay lập tức nhận được dư luận trái chiều. Ngay sau đó vào sáng mùng 4 tháng 7, lãnh đạo huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan chức năng vào cuộc xác minh thông tin. Sáng ngày 4 tháng 7, ông Nguyễn Thành Lương, Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân cho biết đã nắm được thông tin một đoạn camera ghi lại hình ảnh người đàn ông được cho là lãnh đạo xã Xuân Thắng tới gia đình cháu bé học lớp 10 và có hành vi sàm sỡ nạn nhân này. Ông Lương cho biết sau khi nhận được thông tin, tôi đã giao cho cơ quan chức năng của huyện vào cuộc xác minh để xử lý theo quy định. Trước đó, theo clip được ghi lại từ camera của gia đình vào lúc 16 giờ 20 phút ngày 28 tháng 6 tại thôn Làng Sương, xã Xuân Thắng, ghi lại cảnh một người đàn ông mặc quần áo ngắn đi vào trong sân nhà. Cháu LT đang học lớp 10 từ trong nhà đi ra bàn uống nước. Người đàn ông chủ động lại gần có hành động khoác vai thân mật. Cháu gái đã né rồi di chuyển ra xa. Khi cháu chạy lên hè thì người này đi theo kéo lại ôm hôn. Toàn bộ hành vi của người đàn ông đã được ghi lại. Sau khi trích xuất camera, gia đình cháu LT đã xác định người đàn ông có hành vi ôm hôn con gái mình là ông LVT đang công tác tại UBND xã Xuân Thắng, Thường Xuân nên đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Nếu cháu T không nói với gia đình và gia đình không trích xuất camera để gửi đơn tố cáo mà im lặng đến cùng thì liệu sự việc sẽ còn tiếp tục và tiến xa đến mức nào? Điều này không ai có thể dám tưởng tượng đến, bởi những hành vi như vậy có thể sẽ không dừng lại ở cái hôn, cái khoác vai thân mật. Hy vọng các bạn nữ sẽ dũng cảm tự bảo vệ mình, dũng cảm tố cáo những hành vi đồi bại xảy ra với bản thân, với chị, với em của mình. Mong cơ quan chức năng huyện Thường Xuân sớm điều tra làm rõ vụ việc, có câu trả lời hợp lý cho gia đình cháu T. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức mới nhất đến quý vị khi có những thông tin từ cơ quan chức năng trong những video tiếp theo. Thank you.